Chào các bạn. Hôm nay mình đi ra một cái vùng quen của thành phố Hồ Chí Minh. Nó thuộc về quận Thủ Đức. Khám phá là những cái vùng quen của thành phố. Thì mình thấy là người ta cũng giống như thôn quê. Thì mình đến tới đây thì mình cứ khám phá ra thì cái cuộc sống ở đây cũng là cảnh quan ở đây nó cũng y chang như thôn quê thôi. Sống ở đây thì mình giống như mình sống lại những ngày ở quê. À, những người mà đi xa nhà ở sống trong này thì tới những cái vùng này là nó y như mình đang sống lại những ngày tuổi thơ ở quê thôi. Vùng quê này các bạn. Nhà cửa cây lá vườn tược thì nó cũng có mương nước hồ giống y ở quê thôi. Mình vào những khung cảnh này là y như ở quê, không khác gì hết. Rồi mời mọi người, mời các bạn cùng mình khám phá những khung cảnh ở đây nha, cùng nhau hòa mình vào giống như khung cảnh quê hương thôi, chứ không phải là thành phố xa hoa gì hết á. Rồi mời các bạn cùng mình khám phá thử xem sao nha. Nè các bạn, một vùng đất thưa nhà thưa người, không có đơn giản thôi, cái nhà lập xịt không có nhà lầu xe hơi đồ cao sang như quê, chỉ những ngôi nhà nho nhỏ, nhà cấp 4 nho nhỏ thôi, đất còn rộng ít người ở. Đang đi những chiếc xe đạp giống như những người ở quê này ha, không có nhà lầu xe hơi nhiều. Đây vẫn còn đi những chiếc xe đạp hàng nữa. Chỉ là những ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhỏ thôi. Vườn cây rất là mát mẻ, thoáng mát nha các bạn, rất là mát mẻ. Người ta trồng có những cây dừa rất là thấp nhưng có trái rồi các bạn, trái chỉ bằng nằm khoảng cỡ tầm ngang vai mình thôi nha các bạn. Cây dừa ngang vai mình là đã có trái rồi các bạn. Những cái dừa này chắc gọi là dừa sim gì đó, nó rất là thấp, trái của nó cho ngang vai mình thôi, giống như quê luôn, không khác gì luôn. Trái rất là nhiều nha, mà thấp lùng vậy đó, nhưng mà đến 4 năm hoài trái nha. Có hai hoài bắt đầu đang lớn nè, và một số bất bông nữa. Nhìn nè các bạn, cây chanh, cành chanh chút xíu, chiều cao khoảng chừng 50cm thôi, trái nhiều lắm. Cây chanh chút xíu được vài nhánh thôi mà phải chừng khoảng trên 30 trái nha, nhiều lắm. Hay cái nhiều cái vùng ven thành phố này có nhiều cái hay, giống ở quê quá đây. Chanh Sài Gòn cũng có vườn cây, cũng có trái cây, cũng có giống mọi thứ giống như ở quê thôi, giống như mình đang sống ở quê. Chanh này không biết chua hay không,
thử cái thôi. Chua, chua mà ngon. Cái này mà ngồi kế mấy mấy cái ông mà thổi kèn phê lắm, ngon lắm. Chua, đúng chua luôn. Có những cái mương nước, nước thì nó hơi đen, hơi bẩn, dơ tí, nhưng mà cảm thấy nó đậm chất giống như quê các bạn. Có những con cá ở dưới nó lên nó đớp móng mường, tự nhiên mình cảm thấy mình đưa hồn vào như quê hương mình vậy đó. Lúc này là mình đang đi vào một cái vườn của một nhà dân nha các bạn. Mình đi vào bên sau của khu vườn, mình quay cho các bạn xem khu vườn của nhà dân, một nhà dân ở vùng quen thành phố Hồ Chí Minh nha. Hoa này không biết người ta gọi là tên hoa gì, đẹp quá các bạn ơi, tua tủa lắm. Cũng có lúc mình cũng có biết cái tên hoa này nhưng mà giờ mình quên mất tiêu rồi. Nó ra từng tua 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 đẹp ghê.
xưa cha mẹ hay nói mày lớn lên cái lúc cặp đất ăn thì hôm nay đi cặp đất ăn thiệt các bạn ơi. Đi cặp đất ăn đúng là đi cặp đất ăn. Cha mẹ nói không sai mà, mày lớn lên cặp đất ăn, ngày hôm nay mình thử đúng là cặp đất ăn thiệt. Mình thử cặp đất thôi đi. Rồi bây giờ là cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi. Thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc đi về nha các bạn. Nắng lắm, nắng quá trời nắng luôn. Mấy ngày nay trời nắng lắm. Mình xin chào các bạn nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video sau.